À, xin chào các bạn ha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái phần là giấy phép sử dụng cái video đó, trên cái YouTube. Thế thì nếu như các bạn để ý đó, thì khi mà các bạn upload một cái video lên YouTube đó, mình sẽ vào cái phần chỉnh sửa nha. Thì nó sẽ có một cái phần gọi là giấy phép sử dụng cái video đó. Các bạn qua cái thẻ là cài đặt nâng cao nè. Thì ở đây các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái mục giấy phép và quyền sở hữu nha. Thì trong cái phần này đó nó sẽ có hai cái chọn lựa. Cái thứ nhất là giấy phép chuẩn của YouTube. Cái thứ hai là giấy phép Creative Commons ghi nhận tác giả. Thế thì hai cái giấy phép này nó khác nhau như thế nào? Ở đây thì thông thường á, những cái người mà tạo ra những cái video trên mạng á, để người ta upload YouTube thì người ta sẽ chọn cái phần là giấy phép chuẩn của YouTube để các bạn có thể bảo vệ cái bản quyền cái video của mình ở trên cái cộng đồng này. Thế thì nếu như mình chọn video thế này nè, thì một cái người nào đó mà lấy cái video này của mình upload, tức là re-up lại đó, thì ở đây mình có thể báo cáo với YouTube là sẽ bắt bản quyền cái người sử dụng cái video trái phép của mình. Thì cái này thông thường thì các bạn sẽ chọn nha. Thế thì ở đây nó lại có thêm cái thằng nữa là giấy phép ghi nhận tác giả. Thế thì giấy phép mà ghi nhận tác giả này để làm cái gì? Ở đây thì ai người ta sẽ xài cái giấy phép này ha? Thì các bạn hình dung nè, ví dụ như bây giờ mình muốn quảng bá một cái sản phẩm gì đó, mình sẽ tạo ra một cái video, ví dụ như dạng hoạt hình hay là một cái phóng sự hay là cái gì đó chẳng hạn, để quảng cáo ví dụ như sản phẩm đồ chơi, sản phẩm sữa hay là sản phẩm gì đó, thì mình mong muốn là sẽ có rất nhiều người á, người ta tiếp cận với cái video của mình để mình có thể quảng bá sản phẩm. Thế thì ở đây mình có thể sử dụng cái video dưới dạng giấy phép này ghi nhận tác giả, tức là mình cho mọi người có thể sử dụng lại. Thì nếu như mà nhiều người sử dụng lại như vậy thì có khả năng cái video của bạn sẽ tiếp cận được nhiều người, thì cái phần quảng cáo, cái mục tiêu của mình đó để quảng bá sản phẩm thì nó rất là ok. Rồi, thế thì ở đây là những cái người người ta không muốn sử dụng riêng của chỉ của mình thôi, mà muốn cho cộng đồng người ta dùng luôn. Dĩ nhiên sẽ có nhiều người có mục đích khác, nhưng ở đây thì mình đang nói là có một lý do nào đó để người ta sử dụng giấy phép này. Thế thì nếu như những cái người nào mà sử dụng giấy phép này á, thì cái video đó nó cho phép người khác sử dụng lại. Cho nên ở đây các bạn thấy là trước đây mình có những cái video đó, hướng dẫn các bạn là tạo ra những cái video đó, mà sử dụng video của người khác để mình kiếm tiền á, thì tức là thông qua cái trình chỉnh sửa video này nè. Các bạn vô cái mục tạo trong cái trang quản lý của mình ha, các bạn vào cái phần trình chỉnh sửa video đó. Thế thì ở đây ví dụ như bây giờ các bạn thấy á, mình sẽ vào cái phần CC này nè, tức là cái phần tìm những cái video mà theo cái giấy phép ghi nhận tác giả đó. Ví dụ như bây giờ các bạn có thể tìm những video là Spider-Man hay là Elsa hay là cái gì đó ha, thì nó được cấp phép sử dụng lại. Hoặc là mình tìm những cái phần mà liên quan tới xe chẳng hạn. Các bạn có thể nhập từ khóa vào đây và tìm kiếm này. Thì những cái video này á, nó cho phép các bạn phối lại theo cái giấy phép đã được người ta cho phép mình nè. Các bạn thấy không? Thì cái này bạn nào muốn làm thì có thể xem lại những cái video cũ của mình á, mình có hướng dẫn này rồi nha. Các bạn ví dụ muốn xài cái này có thể lôi xuống nè, rồi các bạn ghép nhiều cái video lại chẳng hạn, rồi các bạn chèn chữ, các bạn chỉnh sửa âm thanh hình ảnh gì đó, thì những cái này các bạn nghiên cứu lại nha. Thế thì với những cái người mà người ta cấp phép cho mình sử dụng giấy phép này thì video đó cho phép sử dụng lại, các bạn nhớ nha. Dĩ nhiên thì các bạn phải sử dụng thông qua cái phần là editor này nè của thằng YouTube thì nó mới là hợp lệ. Thì cái này trên cái trang hỗ trợ của YouTube đó, nó đã ghi rất là đầy đủ về cái này thì cái này là những cái video mà được cho phép phối lại nè, thông qua cái giấy phép CC BY nè, và các bạn thấy là phải thông qua cái trình chỉnh sửa cái video của YouTube thì ở trong đây nó cũng có, nó rất là rõ về những cái điều kiện video nào thì được phép
cấp phép cái giấy phép này chẳng hạn. Thế thì cái này các bạn có thể tham khảo thêm ở cái đường link này. Cái này thì lát nữa mình để trong cái mô tả video á, các bạn có thể bấm vào để xem ha, để tham khảo cái giấy phép này á, sử dụng như thế nào để cho nó chuẩn. Các bạn lưu ý nha. Ở đây mình cũng mở một cái video mà một cái người bạn của mình á, người ta sử dụng này. Ví dụ như mình sử dụng cái ở đây ví dụ mình vô cái kênh Cuộc Sống Yêu Thương này nè, Cuộc Sống Yêu Thương nha, thì các bạn thấy ví dụ mình sẽ bấm vào một cái video mà cái người này người ta đang sử dụng cái giấy phép CC BY nè. Thì nếu như các bạn để ý đó, thì ở phía cuối cái video các bạn có thể bấm vô cái phần xem hiển thị thêm nha. Kiểu như các bạn đang sử dụng thông qua cái phần chỉnh sửa của YouTube nè, thì nó có để liên nha. Rồi, các bạn thấy là cái giấy phép ghi nhận tác giả nè, cho phép tái sử dụng nha, được tạo bằng cái YouTube Editor. Các bạn thấy muốn sử dụng phối lại phải thông qua cái thằng này nha. Thì các bạn có thấy nó ở đây nó có một là video nguồn. Các bạn có thể bấm vào cái phần xem thuộc tính nè. Thì các bạn sẽ thấy là cái video này á, người ta lấy từ những cái video nào. Ví dụ như người ta là tạo từ ba cái video gốc này, người ta ghép lại thành cái video này, có thể chèn hình ảnh, chèn cái gì đó vào đây. Các bạn thấy không? Còn nếu như một cái video bình thường của mình á, ví dụ mình bấm cái video do mình tạo nha, theo giấy phép chuẩn á, thì các bạn thấy á, nó sẽ không có cái mục mà video nguồn hay là cái những cái mục lên tên phía dưới nè. Ví dụ video này ngày mình tạo ra ngày hôm qua nha. Rồi các bạn coi nha, mình bấm vào cái phần hiển thị thêm nè, các bạn thấy nó chỉ có cái mục là cái danh mục ha, cái chủ đề làm thôi, còn giấy phép của mình là giấy phép chuẩn nè, các bạn thấy không? Thế thì rõ ràng nhìn vào cái video á, thì các bạn cũng biết được cái video gốc, cái video này có thực sự là do một cái người nào đó người ta tạo ra hay không, các bạn thấy chưa? Thì rõ ràng video này là mình biết là người ta sử dụng từ những cái video khác thông qua cái giấy phép này. Thế thì hy vọng với cái phần mà mình vừa trình bày á, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn cái phần giấy phép chuẩn và cái phép là ghi nhận tác giả. Ghi nhận tác giả thì cho phép dùng lại thông qua trình chỉnh sửa của YouTube. Còn cái thằng này nếu như mà các bạn đã bật cái giấy phép này rồi á, mà ai re-up của mình á, thì các bạn có thể report ha, thì có thể là bảo vệ cái bản quyền của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình để theo dõi những cái video mới, và để lại những cái bình luận ha, để mình có thể tiếp tục làm những cái video nữa ha, để giúp cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm để các bạn có thể kiếm tiền trên YouTube. Chào các bạn.